Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam phá sản khi Campuchia tuyên bố rút lui. Ngày 21 tháng 9, BBC tiếng Việt cho hay Campuchia rút khỏi tam giác phát triển với Việt Nam và Lào. Tại sao? BBC trích một hãng tin nước ngoài. Theo đó, ngày 21 tháng 9 đưa tin, ông Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet đã tuyên bố Campuchia rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết, thời gian qua, ngọn lửa dân tộc chủ nghĩa và chống Việt Nam ở Campuchia vốn âm ỉ từ lâu đã bùng lên liên quan đến tam giác phát triển. Lực lượng đối lập không ngừng lặp lại cáo buộc rằng Campuchia nhượng đất cho Việt Nam khi tham gia sáng kiến này. Tuyên bố này được đưa ra chỉ gần một tháng sau khi Việt Nam nhấn mạnh đến ý nghĩa của chiến lược giữa lúc làn sóng phản đối tại Campuchia đang dâng lên. BBC dẫn lời cựu Thủ tướng Hun Sen nói rằng tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam trong 25 năm qua đã mang lại nhiều thành tựu phát triển cho các tỉnh của Campuchia. Tuy nhiên, ông Hun Sen cáo buộc những kẻ cực đoan đã sử dụng tam giác phát triển này làm công cụ chính trị để vu khống và công kích chính phủ bằng cách liên tục nói dối người dân và khiến người dân bị nhầm lẫn. Ông cũng nhắc lại cáo buộc của phe đối lập rằng chính phủ đã nhượng đất 4 tỉnh ở miền Đông Bắc cho nước ngoài để kích động và kêu gọi người dân tham gia phản đối. Ông Hun Sen nói rằng cách làm việc của ông là không ngồi dập khói mà phải dập lửa hoàn toàn. Và đây là hình Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Bouna Hang Voras và Thủ tướng Phan Văn Khải ký tuyên bố viên chăn về thành lập tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam vào ngày 28 tháng 11 năm 2004. Theo BBC, thông điệp của ông Hun Sen nhấn mạnh đến việc tước vũ khí khỏi tay lực lượng đối lập, tức là khiến họ không còn cớ để công kích chính phủ của ông. BBC cũng cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia luôn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Những nghi kỵ đặc biệt về mặt lãnh thổ thường được giới dân tộc chủ nghĩa xếp đầu nghị trình. Ở Campuchia từng có niềm tin rằng quốc gia này đã để mất Campuchia Hạ và đảo Khơn Trau, tức đảo Phú Quốc hiện nay, vào tay Việt Nam trong quá khứ. Vẫn theo BBC, chủ nghĩa dân tộc Campuchia cùng với quá khứ thân Việt Nam của ông Hun Sen đã dẫn tới sự chống đối từ các phe phái đối lập, dẫn đầu là ông Sam Raisi, lãnh đạo đảng cứu nguy dân tộc đối lập đã bị chính quyền giải tán. Hồi tháng 8, các cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở một số nước ngoài Campuchia như Nhật Bản và Hàn Quốc. BBC tiếp tục dẫn tin từ hãng tin quốc tế cho hay phe đối lập ở nước ngoài bị cáo buộc đã kích động người dân biểu tình ở thủ đô Phnom Penh kêu gọi chính phủ rút khỏi tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Theo đó, hàng chục người bị cáo buộc lên kế hoạch biểu tình tại Phnom Penh đã bị bắt giữ. Truyền thông thân chính phủ nói rằng mục tiêu kích động biểu tình là để lật đổ chính phủ, tương tự những gì đã xảy ra tại Bangladesh. Một số người bị bắt giữ đã được thả ra sau khi được cải tạo, còn những người bị coi là chủ mưu đã bị truy tố. Và đây là hình bản đồ của các tỉnh tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam. BBC dẫn nhận định của ông Kim Con Hiền, nhà nghiên cứu cấp cao từ Trung tâm Phát triển Campuchia cho rằng có hai diễn ngôn mang tính đối chọi nhau về tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam. Chính phủ và những người ủng hộ cố gắng cho thấy sự ủng hộ tuyên bố tam giác phát triển sẽ giúp các tỉnh của Campuchia phát triển, trong khi nhóm khác thì lo lắng và cảnh báo Campuchia sẽ bị mất 4 tỉnh vào tay Việt Nam trong tương lai. BBC cho rằng quyết định rút lui là một bước đi đột ngột và Campuchia có thể đã có lựa chọn khác để phát triển kinh tế cho các tỉnh biên giới giáp với Việt Nam. Có thể thấy tam giác phát triển là sáng kiến của ông Hun Sen. Giờ đây, chính ông lại chủ động đơn phương rút Campuchia khỏi khuôn khổ hợp tác này. Điều đó cho thấy hai khả năng. Một là ông bị buộc phải thực hiện bước đi này để hóa giải sự chống đối trong nước. Hai là ông có thể có những tính toán khác mà ông thấy có lợi hơn, hoặc cũng có thể là cả hai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam phá sản khi Campuchia tuyên bố rút lui. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin số tốt nghiệp sinh Việt Nam biến mất tại Nhật chiếm 50%. BBC tiếng Việt ngày 20 tháng 9 cho hay Việt Nam vô địch về số tốt nghiệp sinh biến mất tại Nhật Bản. Theo đó, Nhật ghi nhận số tu nghiệp sinh biến mất tăng kỷ lục trong năm 2023, trong đó Việt Nam chiếm hơn 50%. BBC dẫn số liệu từ chính phủ Nhật Bản, trong hơn 9.700 tu nghiệp sinh biến mất khỏi nơi làm việc tính trong năm 2023, thì có hơn 5.400 người Việt Nam. Tiếp theo là Myanmar với hơn 1.700 người, Trung Quốc với hơn 800 người và Campuchia là hơn 690 người. BBC dẫn Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cho biết, số lao động nước ngoài bỏ nơi làm việc đã tăng thêm 747 người trong năm 2023 so với năm 2022, tỷ lệ là cứ 50 người thì có 1 người bỏ trốn. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cũng dẫn trang Nikkei Asian cho biết, cuối năm 2023 có khoảng 203.000 tu nghiệp sinh Việt Nam làm việc ở Nhật, đứng đầu về số lượng so với tu nghiệp sinh các nước khác tới Nhật làm việc. Cũng năm 2023, theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, có 1.600 người Việt bị bắt bớ ở Nhật, chiếm khoảng 28% tổng số người nước ngoài bị bắt giữ và là con số cao nhất tính từ năm 2019. BBC cho biết, các chuyên gia nhận định với truyền thông Nhật rằng các tu nghiệp sinh bỏ trốn vì không có sự lựa chọn nào khác sau khi gặp các vấn đề tại nơi làm việc. Đồng thời gánh nặng nợ nần từ những khoản vay để trả phí môi giới khiến nhiều tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật phạm tội. Theo chương trình hiện tại, các tu nghiệp sinh không thể chuyển chỗ làm trừ những trường hợp rất cấp bách. BBC dẫn tiếp Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cho biết, các tu nghiệp sinh có thể chuyển công ty nếu bị bạo hành hoặc xâm hại, hoặc nếu công ty của họ hoặc tổ chức giám sát vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trong trường hợp này, các tu nghiệp sinh đồng hương cũng được phép chuyển nơi làm việc. Hiện tại, các tu nghiệp sinh không được phép làm việc kiếm tiền trong thời gian chờ giải quyết thủ tục, chuyển sang chỗ làm mới. Theo BBC, thời gian qua đã xảy ra một số vụ bạo hành lao động nhằm vào các tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật. BBC nhắc lại vụ một tu nghiệp sinh Việt Nam phải làm việc trên giàn giáo tại những công trình nhà cao tầng từ 5 giờ sáng đến tối mịt. Sau đó còn bị bắt nạt, bị đánh gãy xương sườn và đã tiến hành kiện công ty của mình, được truyền thông Nhật đưa tin vào tháng 10 năm 2023. Và đây là hình tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật. BBC cũng cho biết, lẫn trốn cảnh sát trên phố, không được phép ngã bệnh, làm những việc người Nhật không thèm làm là tình cảnh của lao động bất hợp pháp Việt Nam tại Nhật. Vẫn theo BBC, vào năm 2027, Nhật sẽ có một chương trình mới nới lỏng yêu cầu đối với các tu nghiệp sinh muốn thay đổi chỗ làm, đồng thời cho phép tu nghiệp sinh có thể làm việc 28 giờ mỗi tuần trong quá trình chờ chuyển sang chỗ làm mới. Về thủ tục giấy tờ cũng sẽ bao gồm các ngôn ngữ mẹ đẻ để các tu nghiệp sinh có thể nắm chắc thông tin. BBC cho biết thêm, hồi tháng 2, chính phủ Nhật đã chính thức quyết định loại bỏ chương trình tu nghiệp sinh nước ngoài hiện tại, được xem là một bước chuyển biến đáng kể của Nhật trong vấn đề thu hút lao động nước ngoài. Thay vào đó, sẽ có một hệ thống mới cho phép lao động nước ngoài có thể lưu trú dài hạn, nhằm mang những lao động nước ngoài có trình độ và kỹ năng nhất định đến Nhật trong vòng 3 năm. Hệ thống mới này cũng cho phép người lao động chuyển sang nơi làm khác trong cùng lĩnh vực sau một thời gian nhất định. Đây là điểm khác biệt so với chương trình cũ, vốn tập trung vào việc chuyển giao kỹ năng công nghệ cho quốc gia đang phát triển. Với chương trình mới, trọng tâm là đảm bảo và phát triển lực lượng lao động thiết yếu nước ngoài, giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật, vốn đang trở nên trầm trọng thêm trong tình trạng dân số già. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Số tu nghiệp sinh Việt Nam biến mất tại Nhật chiếm 50%. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo.đ để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.